Minda Academy xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng spa dưỡng sinh Minda tìm hiểu về một số vị trí và công dụng của các huyệt đạo trên vùng mặt nhé. Đầu tiên sẽ là huyệt thần đình, làm dịu tinh thần, đem lại nhiều lợi ích cho não bộ, bảo vệ và phòng tránh những bệnh lý cho mũi, mắt. Vị trí huyệt thần đình thì thuộc đường giữa cơ thể, cách đường chân tóc 0,5 thốn, nằm trên cùng một đường thẳng với huyệt bách hội. Huyệt ấn đường nằm chính giữa đường nối hai đầu lông mày, chữa trị các chứng đau đầu, giải tỏa căng thẳng, chữa những cơn đau đầu vùng trước trán. Tiếp đến là huyệt đầu duy, vị trí huyệt này nằm nơi góc trán, cách bờ chân tóc 0,5 thốn, từ huyệt thần đình đo ra 4 thốn, có tác dụng trị đau nửa đầu, đau thần kinh trước trán và mí mắt rung giật. Huyệt toản trúc nằm ở chỗ lõm phía trong của đầu chân mày, thẳng ngay trên góc mắt, phía trên huyệt tình minh, có khả năng hỗ trợ và điều trị chứng đau đầu, tăng huyết áp, chóng mặt, chảy nước mắt, làm sáng mắt. Huyệt ngư yêu nằm giữa cung lông mày, trên đường thẳng dọc qua đồng tử mắt, hỗ trợ điều trị liệt cơ, đau thần kinh hố mắt. Huyệt thái dương nằm cạnh chỗ lõm ngoài ổ mắt, xương gò má, được coi là điểm nối của đuôi lông mày và đuôi mắt, giảm đau đầu, mỏi mắt, giảm áp lực lên hệ thần kinh, lưu thông máu tốt và hỗ trợ săn chắc da mặt. Huyệt tình minh nằm gần khóe mắt, có công dụng làm sáng mắt, thanh nhiệt, chuyên trị các bệnh về mắt. Huyệt ti trúc không nằm ở chỗ lõm phía ngoài lông mày, có công dụng điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng, mỏi mệt và cải thiện giấc ngủ. Huyệt nghinh hương là giao điểm của đường ngang đi qua hai chân cánh mũi và rãnh mũi. Dây ấn huyệt nghinh hương có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm các chứng tắc mũi, viêm mũi xoang dị ứng. Nhân trung nằm giữa vùng rãnh lõm nối liền sống mũi và môi, hỗ trợ điều trị các bệnh co giật, động kinh hay bị ngất. Huyệt thừa tương nằm ở đáy chỗ lõm, chính giữa môi dưới, điều trị đau răng, sưng lợi. Huyệt địa thương nằm trên đường ngang đi qua mép và rãnh mép mũi, trị liệt mặt, méo miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ở những clip tiếp theo, các bạn muốn spa dưỡng sinh Minh đang chia sẻ về chủ đề gì, nhớ bình luận ngay bên dưới nhé.